Chỉ là số mệnh của tôi phải đến nói chuyện với quý vị. Trước đây tôi nói rất ít, rất nhút nhát, không nói gì hết. Có một lần khi tôi còn rất nhỏ học trường tiểu học, bởi vì tôi là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc nhất lớp. Thế rồi có một người Mỹ hoặc người Anh, tôi không nhớ, dù sao ông nói tiếng Anh, đến thăm trường chúng tôi. Đôi khi giám đốc từ Bộ Giáo dục cũng đến thăm chúng tôi. Họ đến thăm các trường khác nhau, họ làm vậy. Và rồi hôm đó, một trong các giám đốc của Bộ Giáo dục đến thăm chúng tôi và dẫn theo một người Tây Phương nói tiếng Anh. Và ông đến hỏi tôi, em khỏe không? Dĩ nhiên là tôi không hiểu gì cả. Nhưng rồi vị giám đốc dịch lại cho tôi. Tôi thậm chí không trả lời gì hết. Tôi quá sốc. Ông này là ai? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người như vậy trước đây. Tất cả những gì tôi thấy trong huyện của tôi chỉ là bò, người chăn bò, nông phu, cha mẹ, chị em của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy người Tây Phương trước đây, thế nên tôi sửng sốt, chỉ đứng đó, không nói gì hết, không trả lời chút nào. Và ông cứ lặp lại nữa và tôi không trả lời gì cả. Tôi nhút nhát vậy đó. Thật nhút nhát, quá nhút nhát. Nhưng tôi luôn bị lôi ra khỏi vỏ để được giới thiệu. Và thậm chí cho trường khác mượn để hát tại trường đó. Làm như không ai khác trên thế giới biết hát vậy. Tệ thật. Tôi hát đâu có hay lắm. Không biết tại sao họ cứ mượn tôi. Và tôi hát thì được, nhưng nếu quý vị hỏi tôi bất cứ gì, tôi không biết trả lời làm sao. Thật nhút nhát. Cũng vậy, sau khi kết hôn này nọ, tôi cũng không bao giờ nói nhiều. Tôi kể quý vị rồi, tôi cứ ngồi ở đó nghe chồng cũ của tôi trò chuyện với mọi người khác. Và tôi ước gì mình nói được một phần như thế. Không phải toàn bộ, có lẽ, nhưng một phần nhỏ. Tôi chỉ không thể nói bất cứ gì, không biết phải nói gì. Và đôi khi bị oan ức, tôi cũng không biết cách biện minh cho mình. Tôi chỉ chấp nhận thôi. Ngay cả khi tôi đã ở đạo tràng bên Ấn Độ rồi và có chút xíu khai ngộ nào đó rồi. Có lần chúng tôi ngồi ăn sáng, hiếm khi mà tôi có thể có chút thức ăn. Bởi vì đôi khi họ ăn rất nhiều, họ ăn hết. Khi tôi đến đã hết sạch rồi. Chỉ có món gì đó họ không thích, đồ dư thừa, có lẽ một chút rau xà lách hay chút bánh mì nướng chưa chín hay gì đó, bánh chapati nướng chưa chín hay gì đó. Thế rồi chúng tôi cùng ăn. Hôm ấy không biết sao tôi may mắn có người đầu bếp ở đó và hai người Tây Phương cùng với tôi. Một người làm việc cùng với tôi để giúp vị thầy trong đạo tràng đó và người khác là đệ tử đến thăm viếng, dĩ nhiên. Và chúng tôi ngồi đó ăn vài cái bánh chapati. Ồ, ngon làm sao, lúc nào cũng ngon vì tôi luôn luôn đói. Khi không có trách nhiệm, khi mình chỉ là đệ tử thì cái gì cũng ngon hết. Bây giờ, cho dù họ nướng bánh chapati cho tôi cũng không còn mùi vị như trước nữa. Có lẽ vì bột, hay có lẽ người nướng, hoặc có lẽ đầu tôi đầy rẫy với những thứ khác. Và nó đã đi xuống bụng tôi. Vậy nên không cảm thấy ngon như trước nữa. Rồi, chúng tôi ngồi với nhau và ăn bánh chapati. Và tình cờ, hôm đó là bánh chapati nhân khoai tây. Rất ngon. Ôi, ngon lắm. Lúc đó là vậy. Giờ quý vị nấu cho tôi, đừng lo, tôi không còn khẩu vị cho lắm. Hôm đó, tôi chỉ ăn một cái và bạn đồng nghiệp khác, bạn đồng nghiệp tâm linh ăn một cái, và còn lại hai cái. Và người đệ tử tới viếng, anh tự lấy ăn. Anh ăn hết, dọn sạch đĩa cho chúng tôi. Và rồi không biết bạn đồng nghiệp của tôi có thấy hay không. Không biết anh ấy muốn moi mót lời thú nhận từ anh đệ tử tới viếng hay sao đó. Mà anh ấy trách tôi, anh ấy nói, hả? Cô nhỏ con vậy mà ăn nhiều ha? Cái cuối cùng cô ăn hả? Và tôi không biết biện minh làm sao. Tôi có thể nói không, tôi không ăn, tôi đâu có ăn. Nhưng tôi không nói gì hết. Và trong tâm trí tôi nghĩ mình không muốn làm người kia xấu hổ. Thế nên tôi im lặng, ngậm miệng. Đó là một lần khác ở Ấn Độ.
Rồi tại New York, tôi ngủ trong chùa. Không biết tôi có kể mấy chuyện này trước đây chưa? Có lẽ đã kể rồi, quý vị cứ giả bộ như chưa nghe ha. Tôi quên không biết kể chưa. Thứ lỗi cho trí nhớ của bà lão này nha. Rồi một lần nọ, có người phụ nữ khác cũng sống trong chùa đó vào lúc đó. Cô ấy từng là ni cô từ chùa khác. Sau đó cô ấy hoàn tục. Và cô ấy đến ở trong chùa này với tôi. Với vị thầy, dĩ nhiên. Thế rồi, đôi khi cô ấy nấu ăn cho chúng tôi và vân vân. Có một lần cô ấy làm điều gì đó sai, sai lầm lớn. Và vị thầy nghĩ đó là tôi. Bởi vì lẽ ra tôi làm việc đó, tôi không nhớ việc gì. Nhưng ông đổ lỗi cho tôi vì việc đó. Ông kiểu như khiển trách tôi. Nhưng tôi không nói gì. Tôi biết là cô ấy làm và lúc đó cô ấy ngồi cạnh tôi. Nhưng tôi không nói gì hết. Tôi luôn lo lắng người kia sẽ quá xấu hổ. Bởi vì tôi biết tôi không làm điều đó, nên tự cảm thấy an ổn rồi. Tại sao lại phải khiến người kia cảm thấy buồn? Tôi sẽ không cảm thấy tốt hơn chút nào. Tự mình biết mình không làm điều đó, thì trong lòng đã minh bạch và vui vẻ rồi, cho nên không quan trọng. Tại sao lại phải khiến người kia cảm thấy buồn? Bởi vì việc đó sẽ không làm tôi cảm thấy vui hơn là niềm vui hiện có. Lý do là vậy. Trong đầu tôi nghĩ như thế, đó không phải là lần đầu, có nhiều lần khác như thế đó. Và tôi vui vẻ nhận lỗi về mình, tôi thật sự không màng. Bởi vì trong lòng mình biết mình không làm. Không phải như vấn đề sống chết hay gì cả. Nhưng nếu vì người khác, tôi sẽ hết sức thẳng thắn. Như trong chùa, họ có tấm